Theo Sky Sports, Hội đồng FIFA họp tại Kigali, Rwanda đã thông qua thể thức mới của World Cup 2026, lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia Canada, Mỹ và Mexico. Ở World Cup mới, 48 đội sẽ tranh tài để tìm kiếm cúp vàng, so với 32 đội trước đây. Việc tăng số trận đấu giúp FIFA theo đuổi mục tiêu doanh thu hơn 9 tỷ bảng từ World Cup 2026, đồng thời giải quyết các vấn đề về thể thức thi đấu cho giải đấu lớn nhất hành tinh do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Trước đó, FIFA đã đồng ý mở rộng số đội tham dự World Cup 2026 từ 32 lên 48 đội. Các nguồn tin của Sky Sports cho biết thay vì có 16 bảng và mỗi bảng gồm 3 đội, World Cup 2026 sẽ có 12 bảng mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội đầu bảng sẽ cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Điều đó có nghĩa là hai đội lọt vào trận chung kết sẽ phải thi đấu 8 trận thay vì 7 trận như hai đội vào chung kết World Cup 2022 là Argentina và Pháp. Trận chung kết World Cup 2026 tại Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2026.